năm nay đi thi môn tiếng Anh cũng đi ra cũng mức bình thường. Có mấy chỗ đâu khá là gì. Đây thì em thấy vừa vừa không quá khó. Nói chung nếu kiếm bài điểm thì cũng khá tốt, cũng khá là được so hơn so với lực học của em hiện tại. Năm nay thì em đăng ký khối dế và em nghĩ là chắc là cùng khả năng đầu tốt nghiệp của các bạn đi cũng cao. Còn em dự đoán của em thì chắc là 3 môn chính khối dế thì chắc là được khoảng tầm 15 điểm. Và chắc là các bạn đi trung bình cũng là khá như nhẹ cả thôi. Vì đề năm nay cũng vừa sức với các bạn.